Rồi xin chào bạn đã trở lại với Xenon bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bằng cách cài đặt cái trình điều khiển Rever. Bạn nên cái bản điều khiển của cái dòng Rever cạnh hình AMD nhé bạn. Đó thì các bạn đầu tiên các bạn mở cái lệnh để đi rồi các bạn kiểm tra cái model máy của bạn nha. Đây mình đang hướng dẫn bằng cách cài đặt trên cái laptop Dell Pro 3480 nha bạn. Đó, đây là cái driver AMD. Đó thì các bạn cũng biết rồi, thường là khi các bạn cài Win 10, đối với những cái dòng driver AMD thì khi các bạn nó sẽ tự nhận driver, nhưng mà cái trình điều khiển của nó không có cái trình điều khiển nha các bạn. Đó thì ở đây mình đang hướng dẫn trên cái dòng laptop Dell, thì các bạn mở cái trình điều khiển, các bạn gõ mình download driver Pro 3480. Các bạn vào cái trang chủ của cái dòng Latitude. Đó, nếu các bạn cái mã khác ví dụ Latitude hoặc là Inspiron thì các bạn gõ cái mã đúng thì các bạn tải về thôi. Đây nó rất nhiều trang chủ nó rất là chuẩn, các bạn tải đúng trang chủ rồi các bạn vào phần video. Đó, các bạn xem phiên bản của đâu các bạn đang chạy phiên bản nào thì các bạn tải về nha. Đó, thì các bạn vào phần driver video thì các bạn thấy cái AMD thì các bạn tải về. Rồi các bạn chờ cho quá trình download tải cái file này về nha. Rồi sau khi quá trình download file xong rồi các bạn hiển thị cái file cài đặt ra nha. Đó, còn install cái driver, các bạn mở cái file driver ra, các bạn cài đặt cái driver nha. Rồi như vậy là cái quá trình nhỏ driver nó đã hiển thị ra. Sau khi bạn nhấn install thì cái phần mềm driver nó sẽ hiển thị ra để chúng ta install các bạn cài đặt nhé. Rồi ở đây nó yêu cầu khởi động là cái hệ điều hành thì bạn bấm restart lại nha, bạn restart máy lại để chúng ta tiếp tục cái quá trình cài đặt cái driver AMD. Đó, sau khi mình khởi động lại thì nó sẽ tự động cài đặt luôn cho mình nha. Nó sẽ tự nhận diện và nó tự cài đặt dò cái phần driver AMD. Thì riêng đối với những cái dòng card AMD, đối với những cái dòng laptop hoặc là PC thì cái trình điều khiển nó cài nó sẽ hơi khó hơn đối với những cái dòng mà Nvidia. Cái dòng driver Nvidia cài rất là dễ, và như cái update là cái trình điều khiển nó tự hiển thị lên cái máy tính của các bạn luôn. Còn AMD nó sẽ hơi khó, tại vì khi các bạn phải cài đúng tiêu chuẩn thì nó mới cái panel nó mới hiển thị ra nha, cái trình điều khiển của cái dòng card AMD. Rồi như vậy là cái quá trình cạc là cái driver cạc ra màn hình đã xong nha. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn sẽ khởi động máy lại để chúng ta kết thúc cái quá trình cài đặt cái driver nha. Rồi sau khi mình khởi động thì chúng ta sẽ list phải chuột ở desktop xem là cái trình điều khiển cũng như panel của cái dòng card nó có hiển thị ra hay không nha. Đó, sau khi mình
Ok thì mình bật lên này nha các bạn. Đó, rất là đơn giản nha. Đó, khi các bạn cài chuẩn thì nó sẽ hiển thị ra thôi. Đó thì video đến đây cũng đã kết thúc. Thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn bạn cách cài đặt cái trình điều khiển dùng driver AMD cho laptop Dell. Thì video đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.